kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa quốc hội, để để hoàn thiện dự án luật bảo hiểm xã hội, tôi xin có một số ý kiến cụ thể như sau. Thứ Nhất, điều 9 luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về việc hiện đại hóa quản lý bảo hiểm xã hội, theo đó tại khoản 2 điều 9 quy định đến năm 2020 hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về quản lý bảo hiểm xã hội trong phạm vi cả nước. Trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2020, chúng ta đã rất quan tâm đầu tư nhiều nguồn lực để thấy hiện đại hóa việc sử dụng công nghệ thông tin để quản lý bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên trong báo cáo tổng kết thi hành luật bảo hiểm xã hội năm 2014 không có đánh giá về chính sách này. Mặt khác, trong dự thảo luật không có quy định riêng đối với việc hiện đại hóa quản lý bảo hiểm xã hội từ thực tiễn cho thấy trong bối cảnh tác động tiêu cực của đại dịch covid chúng ta gặp nhiều khó khăn khi triển khai các chính sách an sinh xã hội trong đó có chính sách đối với người lao động đặc biệt là chính sách hỗ trợ người lao động thất nghiệp và không có thu nhập ổn định một trong những nguyên nhân là do cơ sở dữ liệu giữa cơ quan quản lý lao động và cơ quan bảo hiểm không liên thông không xác định được rõ đối tượng thụ hưởng chính sách này vì vậy tôi đề nghị cần có đánh giá về nội dung hiện đại hóa trong việc sử dụng công nghệ thông tin để quản lý bảo hiểm và hoạt động và đồng thời bổ sung dự thảo luật quy định riêng cho chính sách này. Hai, về trách nhiệm của người sử dụng lao động, thể hiện tại Điều 12 trong dự thảo luật quy định 6 nội dung trách nhiệm của người sử dụng lao động. Sau khi nghiên cứu, tôi đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung thêm một nội dung nữa cụ thể như sau phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện thu hồi số tiền bảo hiểm xã hội không đúng quy định của người lao động nộp về quỹ bảo hiểm xã hội. Việc bổ sung nội dung này với lý do hiện nay chưa có chế tài đơn vị chưa có chế tài đối với các đơn vị sử dụng người lao động trong việc thu hồi tiền hưởng bảo hiểm xã hội không đúng quy định của người lao động. 3. Về bảo hiểm xã hội một lần tại điều 70 phải nói rằng hai phương án chính phủ đưa ra đều có ưu và nhược điểm nhất định. Tuy nhiên sau khi nghiên cứu và căn cứ vào tình hình thực tiễn, tôi lựa chọn phương án 1 với lý do như sau. Phương án này đảm bảo quyền lợi của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội, đồng thời giúp cho người lao động hưởng tối đa các quyền lợi dài hạn khi họ đến tuổi nghỉ hưu và ổn định cuộc sống khi tuổi già. Ngoài ra, người lao động, động trong thời gian bị mất việc, chưa có việc làm còn được hưởng trợ cấp thất nghiệp, chính sách hỗ trợ về tín dụng nhằm giải quyết khó khăn tài chính trước mắt. 4. Về chế độ trợ cấp mai táng quy định tại điểm a khoản 1 điều 83 của dự thảo luật, tôi đề nghị quy định đối tượng người lao động quy định tại khoản 1 khoản 2 điều 3 của luật này đang tham gia bảo hiểm xã hội nếu không may bị chết thì thân nhân được hưởng chính sách này không bắt buộc phải tham gia bảo hiểm xã hội đủ 12 tháng nhằm đảm bảo tính nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội, đồng thời đảm bảo nguyên tắc đóng hưởng và có sự chia sẻ, tạo động lực khuyến khích người lao động tích cực tham gia vào thị trường lao động, tích cực đóng bảo hiểm trong thời gian bảo hiểm xã hội. 5. Về quy định các quỹ thành phần của bảo hiểm xã hội tại điều 116 của dự thảo luật, tôi đề nghị bổ sung quỹ bảo hiểm thất nghiệp là một quỹ thành phần của quỹ bảo hiểm xã hội và bổ sung thêm một khoản vào điều 116 dự thảo luật như sau: giao chính phủ quy định thứ tự hạch toán, phân bổ tiền đóng bảo hiểm và tiền lãi chậm đóng bảo hiểm vào các quỹ thành phần của quỹ bảo hiểm trong trường hợp người sử dụng lao động đóng bảo hiểm không kịp thời. Vì luật bảo hiểm xã hội quy định người lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội theo đúng quy định, thực tế nhiều trường hợp người sử dụng lao động đóng bảo hiểm lao động bảo hiểm xã hội không đầy đủ. Tuy nhiên không có quy định thứ tự hạch toán số tiền thu đóng bảo hiểm từ quỹ bảo hiểm xã hội. Vì vậy cần thiết bổ sung quy định về thứ tự hạch toán vào các quỹ thành phần của quỹ bảo hiểm xã hội do đó để đảm bảo giải quyết chế độ chính sách xã hội cho người lao động theo đúng quá trình đóng bảo hiểm xã hội. Không phụ thuộc vào người sử dụng lao động, nhất là trong trường hợp doanh nghiệp giải thể, phá sản, sử dụng lao động, người sử dụng lao động bỏ trốn vân vân cần thiết bổ sung quy định về thứ tự hạch toán các quỹ thành phần của quỹ bảo hiểm xã hội. 6 về quy định mức độ chi phí quản lý bảo hiểm xã hội tại khoản 2 điều 118 của dự thảo luật. Sau khi nghiên cứu tôi lựa chọn phương án 1 vì lý do như sau. Một ngành bảo hiểm ngành bảo hiểm xã hội thực hiện đồng thời các nhiệm vụ phát triển đối đối tượng quản lý và và nhiệm vụ giải quyết chế độ, chi trả chế độ quản lý người thường. Theo đó phương án 1 có ưu điểm là phối hợp thực tiễn quản lý thu chi chế độ bảo hiểm, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện đồng thời cả nhiệm vụ thu chi phát triển đối tượng và nhiệm vụ chi phục vụ đối tượng thụ hưởng, đối tượng tham gia với hiệu quả sử dụng chi phí quản lý. 2. Nếu mức chi phí quản lý chỉ tính trên số thu thì không có cơ sở xác định chi phí quản lý bảo hiểm hoạt động bộ máy của cơ quan bảo hiểm xã hội trong trường hợp không trong trường hợp trong năm cơ quan bảo hiểm xã hội không thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chính sách của nhà nước hoãn hoặc đọc, ngừng đóng bảo hiểm. Nhưng cơ quan bảo hiểm xã hội vẫn phải thực hiện thanh toán các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Tôi xin hết ý kiến, xin cảm ơn Quốc hội.